chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thiếu văn hóa ứng xử nhưng quân ta luôn thừa văn hóa phong bì. Câu chuyện với ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chiếm thảm đỏ dùng để đón khách quốc tế là một phần trong vô vàn hành động thiếu văn hóa của các quan chức đảng viên Đảng Cộng sản. Những người được Đảng Cộng sản đào tạo luôn có máu háo danh và coi thường nhân dân, bằng cấp thì rất nhiều nhưng văn hóa ứng xử lại rất kém. Từ người nhân viên quèn đến quan lớn đều như nhau cả. Văn hóa ứng xử của ông Nguyễn Văn Hùng đâu sao không thấy nhỉ? Không chỉ có ông Nguyễn Văn Hùng mà trước đây ông Trần Tuấn Anh hay ông Trần Sĩ Thanh cũng cư xử thiếu văn hóa như vậy. Họ không có văn hóa ứng xử tương ứng với vai trò mà họ đang đảm nhiệm. Có lẽ chính vì được đào tạo bởi Đảng Cộng sản mà những quan chức này mới hư đến như vậy. Họ thường có mẫu số chung là háo danh, tranh công, thích ra oai vân vân. Chính những thứ đó tạo nên một phong cách ứng xử rất cộng sản. Một phong cách thiếu văn hóa trong ứng xử. Việc dạy đạo đức hay dạy văn hóa cho các quan chức Đảng Cộng sản không phải là không có. Thực tế thì ngành giáo dục của Đảng Cộng sản có dạy về văn hóa. Tuy nhiên, các môn học tạo nên nhân cách con người đã bị bóp méo. Lấy ví dụ như môn giáo dục công dân là môn dạy văn hóa rõ nét, tuy nhiên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì môn này đã bị lồng ghép chính trị vào. Ngoài ra, những người thầy của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa cũng có nhiều vấn đề cần phải bàn. Tấm gương người thầy không tốt, giáo trình bị lồng ghép những thứ ngoài phạm vi đạo đức vân vân đã tạo nên văn hóa xã hội và văn hóa quan chức của chế độ. Ông Nguyễn Văn Hùng, người đã chiếm lấy tấm thảm đỏ của Thủ tướng Malaysia, là người học đến thạc sĩ. Tuy nhiên, trong chế độ này thì thạc sĩ và tiến sĩ nhiều như rươi, nhưng văn hóa ứng xử của quan chức vẫn không khá hơn được. Có học chưa hẳn đã có văn hóa. Ông Trần Sĩ Thanh tiếp khách quốc tế. Văn hóa ứng xử thì quan chức Đảng Cộng sản thiếu thốn nghiêm trọng, nhưng văn hóa phong bì thì gần như không một quan chức nào thiếu cả. Đến nay, văn hóa phong bì chỉ còn mang nghĩa bóng vì nay những khoản lót tay lại quả lên đến hàng chục tỷ đồng thì không thể nào dùng phong bì đựng được nữa. Nếu tiếp tục dùng phong bì chắc chắn phải dùng xe tải may ra mới đựng hết. Văn hóa phong bì hiện nay đã tiến quá xa so với những cái phong bì nhỏ xíu ngày trước rồi. Chỉ một bữa ăn thịt bò rát vàng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thôi thì đã không thể dùng phong bì đựng được. Phong bì nào mà đựng được hết 30 triệu đồng tiền Việt? Ấy chỉ mới nói đến một bữa ăn của quan chức thì đã không thể có phong bì đựng. Còn chi phí cho con cái du học tại Anh của ông Tô Lâm lên tới khoảng 80.000 bảng mỗi năm thì phong bì nào chứa cho được đầy? Tuy phong bì không còn chứa được nhiều tham ô, nhưng cái văn hóa phong bì thì quan chức nào cũng có. Nếu không có phong bì thì với mức lương chết đói do nhà nước trả cho họ, làm sao họ đủ sống đây? Chỉ cần lấy tài sản nổi quan chức như nhà, ô tô, đồng hồ vân vân rồi so sánh với mức lương của họ thì biết văn hóa phong bì nó là nguồn sống cho các quan chức đảng. Sáng ngày 22 tháng 7, khi nói lời sau cùng, Tổng giám đốc công ty Blue Sky Ski Lê Hồng Sơn bản thân cũng chỉ là nạn nhân của cơ chế xin cho, nạn nhân của văn hóa phong bì. Thực tế là ở Việt Nam, doanh nghiệp không hối lộ quan chức thì không thể tồn tại cho được. Cho nên doanh nghiệp nào bị bắt có lẽ là do học gặp vận xui hơn những người khác mà thôi, chứ ai cũng phải hối lộ cho các quan chức đảng cả. Văn hóa phong bì, văn hóa gì có thể thiếu nhưng phong bì thì không thể thiếu. Phong bì là nguồn sống của quan chức chứ không phải lương. Đảng Cộng sản luôn hô hào đủ thứ đạo đức, đủ thứ tấm gương phải học tập. Nhưng rồi sao đây? Có quan chức nào có đạo đức đâu? Có quan chức nào tử tế với dân, tử tế với những doanh nghiệp chân chính đâu? Quả thật, người nào nói hay nói đạo lý thì đó thường là kẻ sống thất đức. Chính quyền hô hào học tập đạo đức thì chính quyền đó không có đạo đức, và quan chức của chính quyền đó cũng như thế, quả là không sai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thiếu văn hóa ứng xử nhưng quân ta luôn thừa văn hóa phong bì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng đưa ra vỏ quýt dày, quan ta đã thủ sẵn móng tay nhọn. Chuyện công an của Đảng Cộng sản Việt Nam chống tham nhũng chỉ là chuyện đảng lộn bề trái ra cho người dân xem mà thôi, ai nhẹ dạ cả tin thì nghĩ rằng Đảng và nhà nước thực tâm chống tham nhũng. Tuy nhiên, nếu nghĩ sâu thêm một chút thì sẽ thấy ngay thứ dân cần là một nhà nước trong sạch, không nhũng nhiễu dân, chứ không cần những chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ, nhưng rồi người bị thiệt vẫn là người dân. Dân vẫn bị o ép, sách nhiễu đủ bề. Việc phòng là quan trọng nhất chứ không phải là chữa. Trong công tác phòng cháy chữa cháy thì làm sao đừng để xảy ra cháy là tốt nhất, chứ một khi đã cháy rồi có chữa vào thế nào cũng xảy ra thiệt hại. Với Đảng Cộng sản thì họ chỉ có chữa chứ không có phòng. Bởi chính Đảng khi đã tham lam ích kỷ, độc chiếm quyền cai trị của đất nước để khai thác toàn dân, thì Đảng không thể sinh ra được những con người trong sạch cho được. Quan chức của Đảng Cộng sản đã có móng tay nhọn từ lâu rồi, giờ này Đảng lại tung ra vỏ quýt dày. Để có một xã hội trong sạch thì đất nước nào cũng phải có ba điều cơ bản như sau. Thứ nhất là thể chế chính trị phân quyền để các nhánh quyền lực giám sát lẫn nhau. Thứ nhì là sự nghiêm minh của pháp luật. Và thứ ba là đạo đức của người lãnh đạo. Thiếu một trong ba thứ này thì không thể nào phòng tham nhũng cho được. Đảng Cộng sản luôn phủ nhận vai trò của sự phân quyền trong thể chế chính trị của mình. Để chính họ độc quyền cai trị đất nước thì đất nước mãi sinh ra những con người tham lam, ích kỷ và vô đạo đức lãnh đạo đất nước. Về luật pháp của Việt Nam thì khỏi phải nói, ăn cắp con vịt về để nhậu bị tuyên 7 năm tù giam, còn ăn cắp đến 15.000 tỷ đồng tiền của nhân dân thì lại được hưởng án tù treo. Hay chánh án Tòa án Nhân dân tối cao xử án lại chấp nhận vật chứng đưa mua ngoài chợ đem về để buộc tội cho bị cáo án tử, thì làm sao có chuyện nghiêm minh cho được. Chỉ 3 năm mà làm chết tới 226 người dân ở trong các trại giam thì cho thấy sự tàn bạo vô lối của những thứ luật rừng, chứ có nghiêm minh gì đâu. Đời Tổng Bí thư nào của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng òm tỏi câu chuyện chống tham nhũng. Nói về đạo đức của quan chức thì cũng đã quá rõ. Nếu quan chức có đạo đức thì làm sao họ nỡ ra tay khi người dân đang khốn cùng với đại dịch khắp nơi. Như vậy thì bên trong của chính quyền của Đảng Cộng sản không hề có một đặc điểm nào mà chính quyền này có thể phòng tham nhũng. Và đó là lý do sao tham nhũng ở xứ nước này nó như sóng biển vậy. Lớp trước tan đi thì lớp sau lại trổm tới và cứ như thế tồn tại cho tới khi nào Đảng Cộng sản không còn nữa. Ngày 20 tháng 7, bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Trong đó quy định rõ những hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong công tác cán bộ, hành vi chạy chức, chạy quyền. Hơn 10 năm trước, ông Trương Tấn Sang đã nói về những bầy sâu. Bà Mai đã ký quyết định số 114 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Với 15 điều quy định 114 quy định hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác của cán bộ, trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm. Quy định này nói rằng không dùng uy tín ảnh hưởng của bản thân và người có quan hệ gia đình gợi ý, tác động, gây áp lực để người khác quyết định, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự, bỏ phiếu bầu theo ý mình, không để người có quan hệ gia đình, người có mối quan hệ thân quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của bản thân để tác động, thao túng, can thiệp các khâu trong công tác cán bộ. Không lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác này. Việc phòng chống tham nhũng
không phải đến giờ thì đảng mới hô hào, mà đời Tổng Bí thư nào của Đảng Cộng sản cũng như thế. Nhưng rồi, kết quả tham nhũng của nhiệm kỳ sau lại kinh khủng, trắng trợn hơn những nhiệm kỳ trước. Đã không có tam quyền phân lập, luật pháp không nghiêm minh và đạo đức quan chức thì thấp, thì đấy chính là những móng tay rất nhọn, hóa giải mọi vỏ quýt của Đảng ban ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đảng đưa ra vỏ quýt dày, quan ta đã thủ sẵn móng tay nhọn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.